Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc dao được rèn Damascus của Nhật. Đấy, chiếc này là rèn tay. Nó là thép VG10 của vùng Seki. Đấy, chiếc này được rèn tay 3 lớp. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Rồi. Ở đây có một cái nhãn thì mình sẽ đọc trước cho các bạn xem nó là ghi cái gì. Đây là V này, chữ này chữ kim này. VG, các bạn hay nhìn thấy cái chữ VG10 ấy. Ở đây, ví dụ như trên mặt dao đây có chữ VG10. VG10, VGG đây là gold. VG10 là một ký hiệu của một cái loại thép rất là cứng của Nhật. Đấy. Và được chế tạo theo nhiều lớp. Đấy, ghi là thép VG10 được chế tạo theo nhiều lớp, đặc chế thủ công dao, gọi là dao được chế tạo thủ công và phương pháp đặc chế Tanaka. Đây là Tanaka Hamuno C Sakujo. Đây là xưởng sản xuất dao tên là Tanaka. Đây, thép VG10. Đây. Ở đằng sau đây nó có ghi là cái độ cứng của cái này nó là rơi vào HRC từ 60 đến 61. 60 đến 61 nhé. Rất là cứng. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem con dao. Đầu tiên xem cán con dao trước đi. Cán con dao thì rất là đẹp, là rất là chắc từ cái gỗ. Mà gỗ này thì theo như biết thì thường là làm gỗ hoa anh đào. Rất đẹp. Gỗ hoa anh đào, bởi vì gỗ hoa anh đào nó có tác dụng chịu nước rất là tốt. Tác dụng này rất là tốt. Đây, ở đây có cái giá, các bạn được để ý giá làm gì vậy? Các bạn hãy để ý đến cái chuôi dao trước nhá. Đây, đây là tiết diện của cái chuôi dao này. Nó không phải hình tròn mà nó như kiểu hình này là hình nó gọi là hình hơi bầu dục, thế nhưng mà lại lòi ra một chỗ để cầm. Khi mà cầm dao như này, cầm rất là chắc. Đây, các bạn cầm. Đây, sẽ thấy nó cầm rất là chắc. Đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho các bạn thấy được cái độ đẹp của cái con dao này. Con dao này được làm 33 lớp thép, các bạn có thể nhìn thấy 33 vân thép. Seto Knife Seki City Japan 33 layer Damascus. Đấy, Damascus 33 lớp. Và được làm, đây là cái dòng dao nó gọi là dòng Seto, dao Seto. Và được sản xuất tại thành phố Seki của Nhật Bản. Cái chữ Nhật này chữ Seki các bạn nhé. Tiếng Hán nó là chữ quan. Đấy. Rồi, như kiểu quan vũ, quan công hồi xưa ấy, chứ không phải là quan, là quan chức các bạn. Đấy, thì ở đây là các bạn nhìn thấy con dao này rất đặc biệt một cái là con dao này là con dao Santoku nhé. Con dao Santoku, thế thì ở đây nó có đặc biệt một cái đấy là thứ nhất là vân thép rồi, thế nhưng cái thứ hai nữa là cái phần trên này này. Các bạn thấy đây là phần phân vân búa được dập thủ công. Đấy, trông rất là chất, đẹp, đẹp vô cùng luôn. Đấy. Thế thì thực ra cái vân búa này này, rất nhiều người cũng hỏi mình là tại sao lại có cái vân búa này, liệu có phải chỉ để đẹp hay không thôi. Thì thực ra không phải. Cái vân búa này nó có tác dụng là khi mà cắt đồ, chẳng hạn ví dụ cắt thịt này, cắt hoa quả này, cắt trái cây này, cắt củ rau củ quả này, thì ví dụ cắt dưa chuột chẳng hạn, thì nếu mà các bạn cắt mà nếu không có rãnh này thì các bạn sẽ hay để ý rằng là khi cắt cái miếng dưa chuột nó hay bị dính vào dao, đâm là cắt miếng đầu tiên xong cắt miếng thứ hai, cắt miếng thứ ba thì miếng thứ hai nó dính vào, miếng thứ hai, miếng thứ ba nó dính vào, khi cắt miếng thứ tư nó rất là tạo cái cảm giác khó chịu. Thế nhưng mà khi mà có những cái vân búa dập này thì nó ở đây là nó có những cái sẽ lỗ, cái lỗ không khí. Thì chính vì vậy khi mà cắt vào đây, ví dụ khi cắt như thế này đấy, thì nó sẽ có không khí giúp cho là cái miếng dưa chuột đấy nó không dính vào dao nữa, nó sẽ tự động nó đổ đi, nó đổ xuống dưới cái thớt, đâm là cắt liên tiếp nó sẽ không bị dính vào. Đấy, đấy là một cái đặc thù của cái dòng dao vân búa
có một số các dòng mà không có vân búa thì họ sẽ cố tình tạo những cái rãnh cho con dao. Tại vì để ví dụ mình lấy cho các bạn một con dao. Đây. Ví dụ con dao này. Dao này dòng Honoka của Kai. Thì là ở đây họ sẽ cố tình tạo những cái rãnh, những cái rãnh này. Đấy, giúp cho cái việc mà khi mà cắt thịt, cắt rau củ quả nó sẽ không bị dính vào con dao đấy. Không bị dính vào con dao. Đấy. Chiếc này cũng là một chiếc rất là tốt và rất chạy bên mình. Rồi ok. Đấy. Thế thì thực ra cái đặc thù của cái dòng dao này, dòng dao mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là thứ nhất là Damascus, thứ hai nữa là làm thủ công, thế nên là nó rất là giá trị thẩm mỹ cũng như là giá trị về công năng sử dụng, độ bền rất tốt, rất cao. Đấy, chính vì thế cho nên là cũng muốn là giới thiệu với các bạn, mặc dù là cái dòng này thì mình không phải là nhập theo kiểu dạng hàng thường xuyên nhập, thỉnh thoảng có vài con thôi, còn lại chủ yếu là bên mình là phân phối các hãng Kai, các dòng của Kai Global, Tojiro. Cho nên là nếu mà bạn nào mà có quan tâm thì liên hệ với cả bên mình qua Facebook, website hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.